rất là đẹp đúng không ạ? Đây chính là nhà thờ vườn xoài nha quý anh chị nha. Phía bên trong thì được trang trí rất là lấp lánh, không khí của Noel đang tới dần với Sài Gòn của chúng ta rồi. Hiện tại bây giờ thì cũng đã trễ rồi nên là người ta đã đóng cửa lại rồi. Và đây lại là một nhà thờ nữa. Đây chính là nhà thờ Ba Chuông nha. Đa Minh Ba Chuông nha. Ở ngoài Bắc thì lại khác. Đây là một nhà thờ nữa. Ở đây thì nhỏ hơn nên là họ trang trí thì cũng không có được như những... Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại review một nơi khác nha. Trong cái không khí mà Noel gần tới rồi thì Sài Gòn của chúng ta liên tục là trang trí tại các cái xóm đạo rất là nhiều. Trước mắt của chúng ta đây thì chính là con đường Lê Văn Sĩ hay là con đường Trương Vĩnh Ký ngày xưa nha. Như chúng ta đang thấy thì dọc theo con đường thì những các shop mở rất là nhiều và trang trí rất là nhiều những hình cây thông Noel rất là đẹp. Hiện tại bây giờ thì đang vào 11 giờ tối cho nên là cũng nhiều shop đã đóng cửa rồi. Và em đi qua đây thì cũng sẽ review cho quý anh chị và các bạn để thấy được một vài nhà thờ. Vì khu đường này là chính là khu đường mà xóm đạo rất là nhiều, những các khu nhà thờ Thiên Chúa Giáo rất là nhiều. Phía bên tay trái của chúng ta đây, chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây chính là rất là nhiều những đèn lấp lánh trang trí sắc màu của Noel đã tới rồi. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây chính là nhà thờ vườn xoài nha quý anh chị nha. Phía bên trong thì được trang trí rất là lấp lánh, không khí của Noel đang tới dần với Sài Gòn của chúng ta rồi. Hiện tại bây giờ thì cũng đã trễ rồi nên là người ta đã đóng cửa lại rồi nên em không có thể đi vô tận bên trong để review cho quý anh chị và các bạn được thấy tất cả mọi thứ. Chúng ta sẽ nhìn phía bên ngoài dọc theo con đường Lê Văn Sĩ ngày hôm nay, con đường Trương Vĩnh Ký, tên cũ là Trương Vĩnh Ký nha quý anh chị nhé. Và trên con đường này ngày hôm nay thì rất là nhiều các shop thời trang. Ở đây thì chủ yếu là bán những mặt hàng về thời trang. Do đây là một con đường rất là lớn, nó cũng chỉ có sau con đường Nguyễn Trãi thôi về cái mật độ mà những shop thời trang. Nhưng mà được cái thì nó sẽ rộng hơn và nó được cái nó dài hơn so với con đường Nguyễn Trãi. Mẫu mã ở đây thì cũng đa dạng hơn. Hiện tại bây giờ thì cũng độ khoảng 11 giờ. Và ở trên đường thì không khí của miền Nam Sài Gòn của chúng ta cũng tuy không có lạnh được như ở ngoài Bắc, nhưng mà nó cũng se se lạnh rồi. Cũng có những cái luồng gió
và chúng ta cảm nhận thấy là cũng cận kề gần Tết rồi. Trên con đường này buổi tối thì rất là nhiều những cô chú mà vô gia cư ngủ ở ngay lề đường hay là ở ngay trước những các cái shop quần áo rất là nhiều. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm trên con đường Trường Vĩnh Ký ngày xưa. Phía bên trái thì chúng ta cũng thấy là có một quán nhậu và họ cũng trang trí rất là nhiều về Noel, đèn lấp lánh rất là nhiều rồi. Những shop quần áo ở đây rất là đa dạng. Và đây lại là một nhà thờ nữa. Đây chính là nhà thờ Ba Chuông nha. Đa Minh Ba Chuông nha. Một nhà thờ rất là lớn và được trang trí rất là quy mô. Giờ này thì dĩ nhiên là không còn nhà thờ nào mở cửa nữa rồi. Nên là em cũng sẽ đi lướt qua và sẽ review cho tất cả quý anh chị và các bạn được nhìn sơ qua về cái không khí chuẩn bị Noel của những nhà thờ nhé. Cửa hàng, shop quần áo họ đều trang trí hình những cây thông Noel và đèn nháy lấp lánh rất là nhiều. Bên phải chúng ta cũng thấy là họ trang trí rất là nhiều về Noel. Trong cái thời điểm mà chúng ta cũng chuẩn bị đón những mùa lễ Noel này và cũng chuẩn bị đón bước sang một năm mới, không khí se se lạnh như này thì có thể nói là một người mà từ ở ngoài Bắc vô thì rất là nhớ quê hương, nhớ rất là nhiều. Ở phía bên phải có cây thông Noel rất là to này. Đây là một quán karaoke. Việt Nam mình hay là Sài Gòn, nhất là Sài Gòn thì càng ngày càng phát triển nhiều. Phía khu vực con đường Lê Văn Sĩ này, chúng ta đi hết con đường này thì sẽ ra tới khu vực Lăng Cha Cả. Và có thể rất là gần và rất là gần với sân bay Tân Sơn Nhất. Có một cái điều mà rất là thú vị. Khi mà mới bước chân vô Sài Gòn thì em thấy có một cái điều rất là hay, tại bởi vì là thí dụ như là mình đi ra ngoài đường là mình có thể thấy được những cái người mà ăn mặc theo mùa đông, cũng sẽ có nhiều người mà ăn mặc theo mùa hè. Ở đây thì là rất là thoải mái và nó phong phú lắm, tại vì thời tiết nó buổi tối nó có thể nó hơi hơi se se lạnh một chút xíu đó, và có thể là ban ngày nắng nóng nhưng mà người ta lại mặc những các cái bộ đồ mà nó kín mít để tránh nắng.
Còn đối với cả như là ở bên ở ngoài Bắc thì lại khác. Đây là một nhà thờ nữa. Ở đây thì nhỏ hơn nên là họ trang trí thì cũng không có được như những nhà thờ kia. Đây là một quán nhậu, nhậu cũng trang trí luôn và hình hang động, hang núi rất là đẹp. Chúng ta lại nói chuyện tiếp về câu chuyện ở ngoài Bắc thì mùa nào ra mùa đấy, ăn mặc thì mùa hè ra mùa hè, mùa đông ra mùa đông. Có một lần mà có người anh của mình là ở ngoài Bắc đi vô lên trong này thì thấy mọi người ăn mặc cũng hơi ngỡ ngàng, là đầu tiên mà anh ấy được vô trong Nam. Đây chúng ta sẽ đi qua, đây là chúng ta sẽ đi ra tới khu vực Lăng Cha Cả. Sài Gòn thì có thể nói là một thành phố không ngủ nên là hoạt động xuyên suốt tất cả các dịch vụ, và con người thì từ những người mà xe ôm công nghệ buổi tối họ cũng vẫn làm việc như bình thường. Tới đây thì cũng đã hết với con đường Lê Văn Sĩ, với con đường Trương Vĩ Ký cũ. Em xin phép được tạm dừng video tại đây, và ngay trước mặt với chị chính là khu vực Lăng Sa Cả. Bây giờ chúng ta di chuyển thẳng nữa thì sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất. Xin được chào tạm biệt quý anh chị và các bạn, và hẹn gặp ở video tiếp theo.